Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm tin văn nghệ thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Thay mặt những người thực hiện chương trình xin được gửi tới các mẹ, các chị em phụ nữ những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho các chị, các mẹ thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, nhiều cơ quan đơn vị đã tổ chức buổi tọa đàm Ngày Quốc tế Phụ nữ cho các chị em phụ nữ trong đơn vị mình. Tại các buổi tọa đàm, các cán bộ hội viên phụ nữ ở các đơn vị có dịp trao đổi, chia sẻ những bí quyết khẳng định các giá trị của bản thân, tạo ấn tượng tốt và có sức ảnh hưởng đối với tập thể, cộng đồng và xã hội, đồng thời giúp chị em phụ nữ nhận thức về các giá trị cốt lõi, tích cực phát huy những ưu điểm, lợi thế và điều chỉnh những hạn chế của chính mình để không ngừng hoàn thiện và phát triển bản thân, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của người phụ nữ hiện đại trong sự phát triển của xã hội. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của công đoàn, lãnh đạo các đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là nữ giới. Chuyển sang một thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, do tình hình của dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ 7 năm 2020 do tỉnh Bắc Cạn đăng cai tổ chức sẽ phải lùi thời gian sang tháng 10 năm 2020. Giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ 7 năm 2020 do Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Liên đoàn Bóng Chuyền Việt Nam, Vụ Thể thao Quần chúng, Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Cạn dự kiến tổ chức vào tháng 4 năm 2020 tại tỉnh Bắc Cạn. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường, nên Vụ Thể thao Quần chúng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Cạn đã thống nhất lùi thời gian tổ chức giải đấu này sang tháng 10 năm 2020 tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Cạn. Mặc dù lùi thời gian tổ chức thi đấu, nhưng hiện nay các đội bóng chuyền hơi người cao tuổi ở thành phố Bắc Cạn vẫn tích cực tập luyện vào các buổi chiều hàng ngày tại sân ngoài trời nhà thi đấu tỉnh hoặc tại các sân bóng chuyền hơi của tổ dân phố nhằm chuẩn bị tốt nhất tham gia giải đấu lần đầu tiên được tổ chức ở Bắc Cạn. Hưởng ứng sự kiện áo dài di sản văn hóa Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Chị em phụ nữ nhiều cơ quan đơn vị tại thành phố Bắc Cạn đã nhiệt tình hưởng ứng tuần lễ mặc áo dài. Sự kiện diễn ra vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 nên càng ý nghĩa hơn khi vừa lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt Nam, vừa tôn vinh những người phụ nữ duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc, các chị em phụ nữ của Sở Tài chính Bắc Cạn đã chụp những bức ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp với chiếc áo dài của mình. Hưởng ứng tuần lễ cả nước mặc áo dài, những ngày qua, nữ giới trong đơn vị đã chuẩn bị cho mình những chiếc áo dài đẹp nhất để mặc đến công sở. Khác với vẻ năng động, vội vã với những trang phục công sở thường ngày, các chị lại sung sính, dịu dàng với tà áo dài đủ màu sắc, hoa văn thật đẹp. Mặc trên mình chiếc áo dài đến nơi làm việc trong dịp cả nước tôn vinh phái đẹp, các chị càng cảm thấy tự hào và hạnh phúc hơn. Được thể hiện cái nét của phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài thì phụ nữ của Sở Tài chính nói riêng và phụ nữ của tỉnh Bắc Cạn nói chung thì chúng tôi cũng thấy rất là tự hào về cái truyền thống của dân tộc, và đây cũng là một cái nét văn hóa rất riêng của người Việt Nam. Tuần lễ áo dài cũng đã làm cho chị em phụ nữ Việt Nam cảm thấy mình được sống trong cái không khí rất là vui tươi và phát huy cái truyền thống của dân tộc. Và chúng tôi thì cũng hưởng cái tuần lễ này trong những cái ngày mà cận kề và đến mùng 8 tháng 3, và cũng rất cảm ơn Liên đoàn Lao động tỉnh đã có một cái phát động một cái phong trào rất có ý nghĩa đối với lại chị em phụ nữ nhân dịp mùng 8 tháng 3. Những ngày này khi đến các cơ quan đơn vị từ xã phường đến cấp tỉnh, ai cũng có thể thấy hình ảnh chị em phụ nữ diện trang phục áo dài truyền thống Việt Nam thật đẹp mắt. Không những thế, những hình ảnh khoảnh khắc đẹp về các nữ cán bộ công chức viên chức mặc trang phục áo dài truyền thống đang làm việc cũng được lan tỏa khắp mạng xã hội. Mỗi cơ quan đơn vị đều đã vận động nữ công nhân viên chức lao động mặc trang phục áo dài truyền thống khi đi làm tại công sở trong ngày làm việc, phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện an toàn lao động, nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, nơi sinh sống. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh các nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi người. Khi mặc trên mình cái bộ quần áo dài thì chúng tôi, tất cả các chị em đều cảm thấy rằng là vui tươi, phấn khởi và cảm thấy rằng là tự hào được mang trên mình chiếc cái áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Và từ đó thì cũng ý thức hơn trong việc là ứng xử từ cử chỉ lời nói, cũng như là ý thức hơn trong cái trách nhiệm với công việc, với gia đình, với xã hội để phát huy cái truyền thống của người phụ nữ Việt Nam anh hùng.
Những ngày qua, hưởng ứng sự kiện áo dài, di sản văn hóa Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Cạn cũng đã tổ chức cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên trang Facebook Phụ nữ Bắc Cạn, thu hút 362 thí sinh tham gia. Cuộc thi đã tạo nên sức lan tỏa lớn, góp phần tôn vinh chiếc áo dài truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng, sự tự tin của chị em phụ nữ Bắc Cạn ở mọi lứa tuổi. Từ xưa, áo dài được xem là trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Trong chiều dài lịch sử phát triển của dân tộc, dù có sự thay đổi cách tân so với những ngày đầu tiên xuất hiện, nhưng áo dài vẫn luôn giữ được nét đặc trưng riêng, giúp tôn vinh vẻ đẹp nhan sắc và tâm hồn phụ nữ Việt Nam. Và trong những ngày này, các mẹ và chị em phụ nữ Bắc Cạn tự hào được cùng chung tay gìn giữ mãi mãi vẻ đẹp đó. Thưa quý vị, là một họa sĩ nhưng lại sáng tác văn thơ và thậm chí là thường xuyên đạt giải ở lĩnh vực văn thơ, đó là họa sĩ Nông Thị Tô Hường. Một số tác phẩm nổi bật của chị như tập thơ Vệt sáng trăng rằm, Trường ca hằn sâu trên đá, Quả nhung, Tình phù đã được nhiều bạn đọc yêu mến. Là một người phụ nữ giàu cảm xúc, một giáo viên nhiều tình yêu thương với các em học sinh, tác giả Nông Thị Tô Hường đã có nhiều bài thơ hay viết về các em học sinh vùng cao cùng những trăn trở yêu thương với những người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại. Nhân dịp ngày 8 tháng 3, phóng viên chúng tôi đã có dịp trò chuyện với chị về công việc và cuộc sống của nữ giáo viên hết lòng với các em học sinh vùng cao và với đời sống văn học nghệ thuật Bắc Cạn. Tác giả Nông Thị Tô Hường là hội viên của chuyên ngành mỹ thuật, Hội Văn học nghệ thuật Bắc Cạn. Là một giáo viên được phân công giảng dạy ở nhiều điểm trường khác nhau của trường trung học cơ sở Đôn Phong, họa sĩ Nông Thị Tô Hường đã đến nhiều bản làng xa xôi, chứng kiến sự vất vả khó nhọc của người dân miền núi để lo cho con cái được đến trường. Hàng ngày, bên cạnh việc truyền dạy cho các em niềm đam mê với những sắc màu của bộ môn hội họa, chắp cánh cho các em thổi hồn ước mơ cho mỗi trang vẽ, họa sĩ Tô Hường còn dành thời gian cho thơ ca. Những bài thơ chị viết là những cảm xúc bất chợt trên hành trình cõng con chữ, gieo ước mơ cho các em nhỏ nơi vùng cao. Cũng có khi là nỗi ám ảnh chăn trở về những nỗi vất vả khó nhọc của phụ huynh và các em học sinh nơi miền núi. Nơi đó, chị luôn mong muốn gieo cho các em những ước mơ về tương lai, về những chân trời hạnh phúc. Chị từng đạt giải B cuộc thi thơ truyện ngắn ca khúc Bắc Cạn lần thứ nhất với trường thơ Quả nhung, giải khuyến khích của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam với tập thơ Tình phù, bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội với trường ca Hằn sâu trên đá, giải B cuộc thi sáng tác về đề tài Bắc Cạn xây dựng nông thôn mới. Dạ vâng, thưa chị, là một nữ nghệ sĩ vừa sáng tác tranh này, vừa sáng tác thơ và vừa đảm bảo cái công việc dạy học của mình ở trên lớp, thì chị đã bố trí thời gian như thế nào để có thể theo đuổi được cái đam mê của mình ngoài công việc chính ạ? Đối với giáo viên mỹ thuật thì rất là yêu trẻ thơ và cái tình cảm của các em thì cũng truyền cảm hứng trong cái lĩnh vực sáng tác hội họa. Thì hàng năm thì có những cuộc triển lãm khu vực thì trong cái tác phẩm của mình cũng có những cái tác phẩm vẽ về em bé. Trong cái cuộc sống hàng ngày thì những em bé tục tăng bên những cái bản làng, những con đường khó đi, gập ghềnh như là nó lại gợi lại cái quá khứ, cái tuổi thơ của mình là vui vẻ và thú vị. Theo chị, hiện nay những nữ văn nghệ sĩ của chúng ta ở Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Cạn thì còn gặp những cái khó khăn gì trong việc sáng tác cũng như là theo đuổi cái niềm đam mê của mình không ạ? Trong cái giai đoạn hiện nay thì nhu cầu cuộc sống của con người rất là lớn, mà người giáo viên là một nghề mà cao quý, tuy nhiên là cái cuộc sống vật chất thì nó cũng không có nhiều đấy. Thế còn là nghệ sĩ thì cũng tương tự như vậy, cái cống hiến của mình rất là nhiều. Thế nhưng mà cái để đền đáp lại cho mình thì những tác phẩm là ở Bắc Cạn mình không bán được, kể cả thơ, kể cả tranh. Chỉ là đam mê và cứ thế là dấn thân theo, và không biết là từ lúc nào nó hình thành lên một cái sự nghiệp của một người nghệ sĩ. Theo chị thì là nữ giới thì tham gia vào hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật thì có những cái lợi thế gì? Khi mà là người phụ nữ thì tất cả mọi người đều có những cái nhạy cảm, buồn cũng buồn nhiều mà xúc động hay là những cái dung cảm thì nhiều hơn là nam giới. Thế thì khi mà mình làm nghệ thuật thì mình có thể là buồn thì có thể là viết được những cái áng thơ, và lúc đấy là mình lại nghĩ đến những cái người nó có hoàn cảnh như mình thì họ sẽ làm gì để vượt qua. Và từ đấy thì cái gọi là cái tấm lòng bao dung của mình nó sẽ giúp cho mọi người bay bổng hơn và tiến được những cái giá trị của đạo đức, của là giá trị xã hội nhân văn hơn. Là một người giáo viên với đam mê sáng tác văn học nghệ thuật thì đã đem lại cho những cái trải nghiệm như thế nào cho chị trong cái cuộc sống của mình ạ? Nếu mà là một người bình thường thì sẽ ít khi được chạm tay tới những cái
cái điều mà những nghệ sĩ vươn tới được, chẳng hạn như là cái cuộc những cái cuộc trải nghiệm thực tế hay là trong cuộc sống hàng ngày, thì nhìn vào một cái sự vật, thì một cái hiện tượng nào đấy, thì người ta có thể làm nghĩ được ra là nguyên nhân đấy sẽ dẫn đến cái gì và có những cái tình huống giả định. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nhân ngày quốc tế mùng 8 tháng 3 thì xin chúc cho chị sẽ có thật nhiều sức khỏe, xinh đẹp, làm tốt công tác của mình và có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật hay hơn nữa gửi đến công chúng ạ. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.